hái bắp là vui thiệt đó ha. Đó. Ai? Lấy mấy hộ? 7 hộ. 9 hộ. Đó, lắc cho giờ xuống luôn anh. Cái chiếc này là mình chế á. Mình chế ra để mình chiên, mình kéo cái này á là nó không cho. Ừ. Chứ không phải kéo tầm thời. Mình chế cái này ra đặng chạy cái này luôn. Nên là thành này thử là cần chiếc xe chuyên đúng không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì tiếp tục hành trình mình sẽ hái cái phần bắp còn lại cô bác quý anh chị để phát cho trong xã của mình luôn. Vì cái con bắp này thì được chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ mua. Hôm trước thì mình chỉ hái một phần, lý do là bắp còn non quá. Hôm nay thì các anh em cô chú ra đây để mà hái hết luôn phần còn lại để phát cho nguyên cái ấp của mình. Và thì số lượng bắp ở đây rất là nhiều luôn. Hái vừa phát, và cái công đoạn hái rồi chuyển đi rồi phát và làm liên tục như thế luôn cô bác quý anh chị. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Xuyên đã giúp Bùi Hồ giải cứu gần 3 con bắp này của một cái chú nông dân với giá tiền là 6 triệu đồng. Được rồi. Và đi bắt đầu hái rồi. Vừa tới ha, cái gâu của nó ngà nè. Gâu nó đen. Nói chung là hái được hết rồi đó, đúng không? Hái được hết luôn. Bữa nay là phát ở trên cái đường xóm mới tí. Đường mới của mình á. Lát nữa mình vô hay ta? Nó trái này nhỏ hái luôn hả? Hái luôn đi kệ mà. Mở mở nè. Nhỏ nhỏ chứ nó vẫn có vỏ. Ồ, tại cái trái nó nhỏ thôi phải không? Chứ không phải là nó chưa có hột ha. Tại vì nó nằm cặp mé. Nó bị đèo phải không? Bị đèo đây. Dạ, trái này hái không? Này thì vô rồi. Hái hết luôn, nhiều lắm á tát. Ở bên đó luôn bị tí. Dạ. Bên đây hái chưa? Rồi dạ. Bên đó rồi. Hái bắp này vui thiệt đó ha. Tại cái clip này nó ngay chỗ này nè. Mau hả? Chào cái ơi. Lính đông hư đau luôn. Dạ cô bác. Này hái được phát hết ấp vào được không tí? Rồi. Quá êm rồi. Và đây nữa nè, có lực lượng quá. Ơi đây nè, chưa hái nè, hái đoạn này luôn. Nói chung là bắp mình đâu có bỏ sót được. Để không tí. Chút lấy vô đây mẹ nó đen rồi lựa ra. Ơi nãy ngồi đây lửa chứ ta. Lửa đây nè Tám. Lửa. Trong đây lỡ mưa gió rồi sao trong động có gì không kịp còn ý đâu. Đâu có lửa đây đi. Hội trong kia có nhạc. Lửa đây đi Đạt. Quay phim. Lửa ngoài này đi. Lửa ngoài này đi ra. Này để đây. Để đâu? Đây. Đây là động nút. Không tắt chứ đâu tại. Rồi cho mát đi qua. Rồi có gió trời à. Cho có khí trời. Vui không vậy? Vui. Đây, giờ này hái khoảng hơn 30 phút thì được một núi bắp luôn rồi. Giờ vô tranh thủ vô nhanh để thôi trưa nắng. Mấy cô đang lựa vô nè. Một chục trái hay gì hay? Chục trái mấy? Chục trái bự mình 8-9 trái gì cũng được, biết sao không? Còn rất là nhiều. Còn đông lắm á, tám cũng được mặt. Bây giờ thì ông Dượng mỗi lần lên chiếc xe lớn này á là phải đẩy lần xe gồ từ ở trong ruộng ra hai chân. Mệt không? Đấy. Ở dưới ruộng đẩy lên dốc mệt. Đẩy chừng 10 bịch gì hả? Mười mấy bịch, kêu hai nhỏ đó xách tiếp nữa kìa. Chắc nên nói đó để sau chổng kìa. Có nghĩa là mình tranh thủ mình tải đi liền ha. Tải đi liền nha cho bà con. Đây. Nói chung là bọc rồi cũng phải trang bị đồ đầy đủ. Chắc nói trước này để thầu chổng xe. Chứ nữa. Đó. Trời ơi, trời. Sắp hai bọc bắp. Gạch. Hả? Gạch hả? Đâu được rồi. Ôi thương trời. Thôi gách bọc này khó xách lắm. Rồi để lên.
lát về nhà chú cho con khỏi đi mót. Mót hai bạn này là đi mót bắp nè, mót bắp về nhà cho ba mẹ hay sao? Hả? Mót về cho mẹ. Cho mẹ hả? Lát nữa chú cho khỏi cần mót ha. Nha. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 4. Học lớp 4 rồi hả? 4 rồi nhỏ tí hả? Đi tiếp ha. Đủ ai bao cho biết ăn chưa? Rồi giờ được chưa? Hai bao. Rồi hai bao này mình gửi cho bếp ăn từ thiện để nấu cho những cái chốt ăn đó. Rồi bây giờ là một xe này thì mình phát ở xã, phát ở ấp chứ. Đây là cái đồng thì ngoài mình đây cho bà con đây. À, mình đi đường mới này chạy dài xuống chợ luôn. Gì đó. Thu hoạch vậy đó nhưng mà không có lời. Bữa nay nhiều không? Khoảng mấy xe như thế này? 6 xe. Phải không có trời. Nói cho người thiếu không có đầu phát rồi ta. Tại đổ chừng với cái rồi. Hả? Ngoài kia có rồi. Ngoài kia bữa đó cho rồi, cái này tới họ tới người ta đây không có. Rồi hai bọc thôi chơi cô, để còn nhiều người rồi. Rồi. Cho ai không rồi? Xuống đuôi xuống đi vợ. Chính màu bọc nữa rồi đây. Không, ở ngoài kia thôi. Rồi lắc đi ngoài kia phát rồi. Mấy hộ? Ba hộ. Hả? Ba hộ cho ba bịch rồi. Bắp bên đây nữa nè. Rồi đây. Dạ. Chú mấy hộ? Dạ. Thôi con mấy hộ? Hai hộ. Một hộ nè. Ba hộ. Dạ. Đem vô mấy cái này không đổ. Đây, hai trái nữa nè. Rồi bên đây. Dạ. Đây cho bà mịch nè. Bà mấy hộ? Rồi đúng không? Cho bà Út đó rồi đó. Kìa. Mấy nhà? Đây. Để từ có
đúng rồi, ở đâu là có là gớt bắp để đâu người có người không có. Để chạy xích tới 7 đồng. Đây. Nè bắt hai. Đây. Rồi một nhầm một nữa. Một bạch nữa đúng không? Bà ơi. Rồi, ở đây vắng đất nha. Chạy theo. Đó. Bắt tám. Đây. Dạ. Giải cứu bắp, giải cứu. Đó. Ai? Đây mấy hộ? 7 hộ. Chết cũng hộ. Đang lắc cơ giờ xuống luôn anh. Đây. Đây. Nè giờ bắt ba. Không đỡ đi. Tự ái ngoại đỡ đi ha, không đỡ đi ha. Bữa đó mình cho gọi bữa nay mình để cho người kia đặng ba có ăn để dạ. Gớt cái. Rồi đây. Đây, cô một bọc đây. Rồi bắp chú ơi. Bắp miễn phí. Đây. Dạ, nấu canh ăn. Rồi. Đây Ngân Đạt chạy gì? Mày đi cho hay là mày đi chạy? Rồi cô, chúc cô ngon miệng. Nhận bắp á. Bắp đây. Bắp miễn phí. Đừng đặt cho nhà bánh bò. Bánh bò đổi bắp. Hả? Có người là cho hết, đây đôi dưới cho hết. Đây. Không đâu. Cũng còn nhiều ha. Thôi mình đi xe nữa là dốc chờ luôn á. Vui không? Mày nó mau hết. Chắc. Cái gì vậy? Rồi chắc lên. Đây là chuyến xe thứ hai này cô bác anh chị. Hôm nay thì cho bắp người ta mọi người sẽ vui hơn là cho dưa leo hay vậy? Rồi. Dưới sắt còn không tách lên. Nè ông hai. Rồi mấy tới rồi ông hai. Rồi đủ chưa? Đây là mấy cái nữa rồi. Rồi. Dạ. Không có quay. Thầy phát nãy giờ một xe phát còn được nhiêu nè. Xe là xe thứ hai. Rồi bắp gì ơi. Bắp miễn phí để ăn gì ơi. Rồi mắng một bọc, mắng hàng gạo một bọc đi. Bắp miễn phí. Bắp chú nhà ơi. Cho một bọc nha. Đây. Rồi cho bà đi qua đây nữa. Cái này bà 6 hai bọc còn. Rồi. Rồi đưa mãi cho bà 6. Đã. Cảm giác sao? Cảm giác này đi quá trời mệt rồi đó hồ. Nhưng mà mới được gặp công an rồi. Công an nó la. Nên quẹo vô nấp không dám đi nữa. Thông tin với cô bác với anh chị á là mấy anh em này đi phát thì nói chung là cũng chiếc xe này á, thì nó không có đảm bảo điều kiện để lưu thông đường bộ ha. Đấy rồi. La là mình la đúng nhưng mà
tại vì mấy anh em không có phương tiện nên là nữ nhờ cái chiếc xe mà đang hàng ngày á đạt lấy đi thí, đạt kéo sắt á lấy đi thí luôn, nên hôm nay là bị la, mai là anh công an đó anh nói là cái chiếc xe này mà gặp mà kéo lần nữa ha là bắt sao luôn. Là bắt luôn. Rồi kéo vô mà lại kéo vô mà lại đậu ở đây nè cô bác anh chị đó. Nói chung là sao ta, nói sao ta, nói chung là vui thì cũng có vui nhưng mà tự nhiên cái gặp công an hết hồn. Nói chung là một lần nữa thì Vùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản đã hỗ trợ cho Vùi Hồ thực hiện cái chuyến xe để mà có thể ủng hộ giải phóng nông sản cho bà con nông dân. Vô đây đạt quay qua vô đây, đạt quay qua vô đây, giải phóng nông sản cho bà con nông dân cũng như là san sẻ những khó khăn của bà con nông dân và ủng hộ những người mà cần rau củ ở ấp Hạ mình. Rồi bây giờ anh vô đây, anh ngồi đây anh tâm sự giùm tôi cái. Mới thì nó đòi lấy xe anh rồi, cái cảm giác anh là sao? Nói chung xe này cũng xe mượn của người ta nữa rồi, lấy sợ đền người ta nữa. Đúng không? Hồi nãy nó nói là sao nhớ không? Nó nói tại cái chiếc này là mình chế á, mình chế ra để mình chiên mình kéo cái này á là nó không cho. Ừ. Chứ không phải kéo tầm thời. Nó nói mình chế cái này ra đặng chạy cái này luôn. Nên là thành này thử là cần chiếc xe chuyên đúng không? Đúng không? Nói là vậy đây. Rồi kết thúc clip. Nói chung là hồi sáng giờ phát bắt hết bắp luôn đó, đúng không? Bây giờ mấy ảnh cũng không cho chạy, giờ qua mấy đầu mình bắt đầu kéo xe không gì à. Nói chung là và nó bắt mình hai người đẩy xe không về, còn chiếc đó chạy riêng về, kêu đẩy chiếc xe này là đẩy không nè, còn chiếc này là chạy riêng về, không ấy là đem lên. Mấy nó bắt về và đây về đó cũng còn nửa cây số nữa, mình dán về đi. Ừ, đây chặt rồi phải tháo ra gì nè, bây giờ tháo ra luôn hai đẩy luôn hả? Hái hết cái phần bắp còn lại thì còn được nhiêu nè cô bác quý anh chị đó. Mấy chị này với đây với lại một nồi này mở dở ra chị hen. Chị này là chuyên nấu bắp. Nấu bắp bán á. À. Mạnh Quân. Ờ đó, này là cho nấu cho luôn đúng không? Nấu cho. Cho ở sớm. Ở sớm. Ừ, có người một... về trái vậy đó. Ừ. Nói lời nào không? Thôi giờ tôi cảm ơn Mạnh Thành Quân hết. Tôi nấu tôi từ thiện. Cũng nấu cho ở sớm không à? Tại vì hồi lúc nãy mà đi đi hái đó là có những cô bác phụ bà giúp thì bây giờ mình nấu mình sẽ chia ra cho ở sớm bằng nồi bắp này. Đó, một lần nữa xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản luôn. Chính rồi đó. Chính rồi hả? Ừ. Ăn thử cái em xem ơi. Cho nó nguội chút đi Vùi Hồ ơi. Đâu? Đây. Ồ bắp ngon ha. Rồi quá ngon. Quá ngon rồi. Nói chung là cái này ơi, nấu cho luôn nè. Hồi sáng thì mình cho sống này cho ở cái hàng xóm. Cho chín. Ừ. Bà con ơi. Bữa nay được lên gì? YouTube. Chào quý chị nha. Bữa nay là mình nấu bắp mình cho từ thiện luôn. Rồi. Sáng mình cho bắp sống, bây giờ mình cho bắp chín. Ừ. Rồi. Hộ chắc 5-6 trái quá Vùi Hồ ơi. Dạ. Nhưng mà mình cho ở trong cái xóm mình thôi à. Cái vòng vòng mình ở đây nè chứ. Ừ. Nhiều quá cho không có đủ đâu. Ừ. Tại vì bắp này bà con cô bác người chia ra người già trái ăn cho nó qua cái mùa dịch nè bà con. Rồi chưa, đủ chưa? Rồi giờ đi phát ha. Đi phát. Ừ. Đây. 1 2 3 4 5 cho người 5 trái nha. Rồi vô phần ha cô Yến. Phần 4 5 trái. 4 trái à? 4 trái ha. Dạ 4 trái, 4 trái. Nhìn ngon ha. Mẹ đơn thân. Nãy bà tao thấy cho bắp nấu rồi ha. Bên đây tới nấu nồi thứ hai ha kìa. Dạ. Đâu? Ừ, đó, đây vớt ra một nồi nè, thấy không?